Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Cast 1 là một trong những dòng đàn được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất đến từ nhà Cutman. Ngay trước mắt các bạn ở đây đó chính là em Cutman Cast 1 Bluetooth màu trắng. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt một cách dễ dàng nhất nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Lắp hai chân đàn vào pedal và sử dụng 4 ốc lớn này. Sử dụng 4 miếng bảo vệ đậy vào 4 vị trí vừa lắp. Tiếp theo, lắp tấm chắn sâu vào hai chân đàn vừa lắp. Lấy 4 ốc nhọn và 2 ốc nhỏ như trên hình để lắp tấm chắn sâu. Sử dụng 4 con ốc còn lại để lắp thân đàn vào chân đàn và sau đó chúng ta sẽ có một chiếc đàn hoàn chỉnh. Đây, nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là em Cutman Cast 1 Bluetooth màu trắng. Và bây giờ hãy cùng mình bóc siêu em đó nha. Sau khi dựng giá để sách và bóc siêu nắp đàn, tiếp theo mình sẽ bóc siêu phím đàn. Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước bóc siêu, bây giờ hãy cùng bật nguồn, vặn volume và cùng chơi thôi nào. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc Cutman Cast 1 Bluetooth này. Và hãy đón chờ phần đặc biệt tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn về tính năng MIDI Bluetooth ở trên chiếc đàn này nha. Hãy đến trải nghiệm chiếc Cutman Cast 1 Bluetooth này ở các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 bằng Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Link mua hàng thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Hãy nhớ like, share và subscribe cho bọn mình để có thêm nhiều động lực mang tới thêm nhiều sản phẩm hữu ích cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.